Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 8, phép đơn giản. Tiết 1. Nội dung của bài học hôm nay là chúng ta phải hiểu được định nghĩa phép đơn giản, tỉ số đơn giản. Hiểu được phép dây hình, phép vi tử là phép đơn giản. Hiểu được thực hiện liên tiếp phép dây hình và phép vi tử là một phép đơn giản. Và biết tìm ảnh của một đường tròn qua một phép đơn giản ở trong mặt phẳng OG. Bây giờ chúng ta vào bài học mới. Tiết 1, bài số 8, phép đơn giản. Một lớn định nghĩa. Ở trong thực tế, chúng ta gặp rất nhiều hình giống nhau nhưng khác nhau về kích thước. Em quan sát những hình sau đây. Có hai xe cứu thương em thấy giống nhau về hình dạng nhưng mà khác nhau về kích thước. Đó là những hình đồng dạng. Hoặc là hình ảnh sau. Đây là hai hình vuông giống nhau về hình dạng nhưng khác nhau về kích thước. Đó là hai hình đồng dạng với nhau. Hoặc hình ảnh thứ ba. Hai đường tròn rất giống nhau về hình dạng nhưng mà khác nhau về kích thước. Như vậy thì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta gặp rất nhiều hình có hình dạng rất giống nhau nhưng kích thước khác nhau. Đó là những hình đồng dạng. Vậy thế nào là những hình đồng dạng? Thì để làm rõ vấn đề này, trước hết chúng ta học phép đồng dạng để định nghĩa lại các hình đồng dạng. Định nghĩa như sau. Phép biến hình F được gọi là phép đồng dạng tỉ số cái dương nếu với hai điểm M, N bất kỳ và ảnh M, N tương ứng của chúng ta luôn có M, N bằng K nhân M, N. K gọi là tỉ số đồng dạng. Tỉ số đồng dạng K luôn luôn lớn hơn 0. Như vậy, phép biến hình F được gọi là phép đồng dạng tỉ số cái dương. Nó khác với phép vi tử ở điểm nào các em biết không? Phép vi tử là tỉ số K khác không? Và nó biến M thành M', N thành N'. Tương đương với vector M', N' K nhân vector M, N. Như vậy phép đồng dạng chỉ muốn nói rằng là M, N' là ảnh của M, N. Thì độ dài M, N' luôn luôn bằng K nhân M, N. Để làm rõ điều này thì thầy sẽ lấy một cái ví dụ như sau. Thầy cho một cái tam giác ABC. Thầy lấy B' là một điểm thuộc cạnh AB, C' là một điểm thuộc cạnh AC, sao cho B' C' song song với BC. Trên cạnh của tam giác AB' C', thầy lấy các điểm M và N. Trên các cạnh của tam giác ABC thì lấy các điểm M', N'. Trước hết, vì do thầy chọn B', C' là hai điểm trên hai cạnh AB và AC, sao cho B', C' song song với BC, thì rõ ràng ta đã biết
tam giác ABC đồng giảm với tam giác AB'C', tỷ số đồng giảm bằng K bằng BC chia B'C'. Như chúng ta đã thấy, với cách chọn điểm M, N sao cho M' là ảnh của M, N' là ảnh của N, các em so sánh cái độ dài M'N' và K nhân với MN như sau. Khi thầy thay đổi MN thì các em thấy M'N' và K nhân MN luôn luôn bằng nhau. Dĩ nhiên tỷ số đồng giảm không thay đổi. Nhưng nếu thầy thay đổi cái tỷ số đồng giảm thì các em cũng thấy, nếu thầy thay đổi M, M' hoặc N, N' thì M' N' luôn luôn bằng K nhân MN. Đây chỉ là một phần nhỏ thầy mô tả phép biến hình F được gọi là phép đồng giảm tỷ số cái dương. Nếu với hai điểm M, N bất kỳ và ảnh M, N' tương ứng của chúng thì ta luôn có M' N' bằng K nhân MN. Bây giờ những phép rời hình, đó là phép tình tiến và phép quay, có phải là phép đồng giảm hay không? Phép vi tơ có phải là phép đồng giảm hay không? Để làm rõ điều này, chúng ta qua nhận xét sau. Nhận xét phép rời hình là phép đồng giảm tỷ số 1. Hai nhỏ phép vi tơ tỷ số K là phép đồng giảm tỷ số trị tuyệt đối của K. Thứ ba là nếu thực hiện liên tiếp phép đồng giảm tỷ số K và phép đồng giảm tỷ số P, ta được một phép đồng giảm tỷ số K nhân P. Bây giờ chúng mình nhận xét thứ nhất. Phép rời hình F biến hai điểm M, N tương ứng thành hai điểm M', N' thì M'N' bằng MN, tức là bằng 1 nhân với MN. Vậy phép rời hình là phép đồng giảm tỷ số bằng 1. Chứng minh nhận xét thứ hai. Phép vi tơ tỷ số K biến hai điểm bất kỳ MN tương ứng thành hai điểm M'N' thì vectơ M'N' bằng K nhân vectơ MN. Từ đây mình suy ra M'N' bằng trị tuyệt đối của K nhân MN. Vậy theo định nghĩa phép đồng giảm thì tỷ số đồng giảm sẽ bằng trị tuyệt đối của K. Vậy phép vi tơ tỷ số K là phép đồng giảm tỷ số trị tuyệt đối của K. Bây giờ chúng ta sang chứng minh nhận xét thứ ba. Nếu thực hiện liên tiếp phép đồng giảm tỷ số K và phép đồng giảm tỷ số P, ta được phép đồng giảm tỷ số PK. Để chứng minh nhận xét thứ ba, chúng ta phải nói được phép đồng giảm thứ nhất tỷ số K chúng ta gọi là F. Phép đồng giảm thứ hai tỷ số P chúng ta gọi là R. Sau đó chúng ta sẽ chứng minh. Bây giờ chúng ta bắt đầu chứng minh. Gọi F là phép đồng giảm tỷ số K biến hai điểm bất kỳ MN thành hai điểm tương ứng M'N' thì ta có M'N' bằng K nhân MN, gọi là hệ thức 1. Bây giờ tiếp tục chúng ta xét một phép đồng giảm tỷ số P biến M'N' thành M'N' gọi R là phép đồng giảm tỷ số P biến hai điểm M'N' thành hai điểm tương ứng M'N' thì M'N' bằng P nhân M'N' gọi là hệ thức thứ hai. Các em thế vế trái của hệ thức 1 vào vế phải của hệ thức 2 thì các em được M'N'
bằng P nhân K nhân MN. Từ 1 và 2 ta có M2, N2 bằng PK nhân MN. Vậy có một phép đồng dạng H, tỷ số PK có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép đồng dạng trên, biến MN tương ứng thành M', N'. Chúng ta có điều phải chứng minh. Như vậy, ta biết rằng phép rời hình là một phép đồng dạng tỷ số bằng 1. Phép vi tử là một phép đồng dạng tỷ số trị tuyệt đối của K. Thì theo nhận xét thứ ba, thực hiện liên tiếp một phép rời hình và một phép vi tử tỷ số K thì ta cũng được một phép đồng dạng tỷ số trị tuyệt đối của K. Hoặc thực hiện liên tiếp hai phép rời hình thì chúng ta cũng được một phép đồng dạng tỷ số đồng dạng 1. Bây giờ chúng ta có nhận xét sau. Từ nhận xét ta có thể suy ra thực hiện liên tiếp hai phép rời hình gồm phép tinh tiến và phép quay, ta được một phép đồng dạng tỷ số 1. Hoặc thực hiện liên tiếp phép rời hình và một phép vi tử tỷ số K, ta được một phép đồng dạng tỷ số thì tuyệt đối K. Bây giờ vận dụng hai kết quả này, chúng ta sẽ vào giải một bài tập sau. Ví dụ, trong mặt phẳng OG cho đường tròn C có phương trình x 6 tất cả bình phương cộng y 4 tất cả bình phương bằng 12. Viết phương trình đường tròn là ảnh của đường tròn C qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vi tử tâm O tỷ số 1/2 và phép quay tâm O góc quay 90 độ. Như vậy thì chúng ta thực hiện phép vi tử tâm O tỷ số 1/2 và một phép quay tâm O góc quay 90 độ thì kết quả ta sẽ được một phép đồng dạng tỷ số bằng 1/2. Bây giờ muốn tìm ảnh của đường tròn qua phép đồng dạng thì trước hết ta phải tìm tâm y và bán kính của đường tròn C. Đường tròn C có tâm y 64 và bán kính R là bằng căn bậc 2 của 12 thì bằng 2 nhân căn bậc 2 của 3. Bây giờ chúng ta sẽ tìm y phẩy là ảnh của điểm y qua phép vi tử tâm O tỷ số 1/2 tương đương với O vector OI phải bằng 1/2 nhân vector OI. Bây giờ chúng ta sẽ tìm tọa độ của y phải. Ta có biểu thức tọa độ của đẳng thức vector này được tính như sau. Tương đương với hệ x phải bằng 1/2x, y phải bằng 1/2y, x là bằng 6, y là bằng 4, tương đương với hệ x phải thay x bằng 6 ta được 1/2 nhân 6, thay y bằng 4 ta được 1/2 nhân 4. Vậy tương đương với hệ x phải bằng 3 và y phải bằng 2. Như vậy thì qua phép vi tử tâm O tỷ số 1/2 biến điểm y thành điểm y phẩy có tọa độ 32. Bây giờ thực hiện phép quay tâm O góc quay 90 độ, biến điểm y phẩy thành điểm y 2 phẩy. Để tìm tọa độ y 2 phẩy ta làm như sau. Với phép quay tâm O góc quay 90 độ theo hai bước sau. Bước thứ nhất là đổi hành độ cho tung độ, và bước thứ hai là đổi dấu của hành độ. Như vậy y 2 phẩy sẽ có tọa độ âm 23. Bây giờ ta trình bày tọa độ của điểm y 2 phẩy. Phép quay tâm O góc quay 90 độ sẽ biến điểm y phẩy tọa độ 32 thành điểm y 2 phẩy tọa độ âm 23 như thầy đã hướng dẫn xong. Bây giờ bán kính R
của đường tròn C là bằng 2 căn 3 qua phép vi từ tâm O tỉ số 1/2 nó biến thành bán kính R phẩy bằng 1/2 nhân với 2 nhân với căn 3 bằng căn bằng 2 của 3 qua phép giữ hình tâm O góc quay 90 độ thì bán kính EHR 2 phẩy và bán kính R phẩy bằng nhau, do đó mình tính luôn bán kính R 2 phẩy. Phép đồng dạng tỉ số 1/2 thì R 2 phẩy sẽ bằng 1/2 nhân R, tức là 1/2 nhân với 2 căn 3 sẽ bằng căn 2 của 3. Vậy thì ảnh của đường tròn C qua phép đồng dạng trên là đường tròn có tâm Y 2 phẩy, âm 23 và bán kính R 2 phẩy bằng căn 2 của 3, nên phương trình của đường tròn C 2 phẩy là x cộng 2 tất cả bình phương cộng y trừ 3 tất cả bình phương bằng 3. Như vậy thầy đã dạy xong những mục tiêu mà thầy nói từng ngay từ ban đầu. Cuối cùng thầy chúc các em luôn luôn học giỏi. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.